chuyện gì xảy ra thế? Rapunzel bị con gì cắn kìa. Hả? Tay của Rapunzel bị thương rồi. Tay xấu thế này không đến đám cưới được mất. Cậu không đeo vừa nhẫn cưới nữa. Hai hai. Cái gì mà hay thế? No. Ok. Come in. Tiệm móng tay phong cách Rainbow Friends. Tay sưng đỏ trông sợ quá. Làm sạch tay trước tiên nha. Loại bỏ hết bụi bẩn đi. Rửa sạch tay rồi sẽ bôi kem tay cho mịn màng. Bôi vào các vết mụn rồi đợi một lúc nha. Tay đã sạch đẹp rồi. Sau đó thì rửa móng tay cho đẹp nhé. Chọn các bộ móng đẹp okay. Nha. Móng có hình các bạn trong Rainbow Friends. Tiếp đến sẽ sơn móng tay theo màu Rainbow Friends nhé. Bên tay này cũng thế. Móng tay xinh quá đi. Come on. Let's go. Tiếp đến sẽ đi tắm hoa hồng thư giãn nè. Thật là thoải mái. Rồi tắm hơi một chút nữa. Wow. Nhiều bộ váy xinh quá. Thử các bộ trang phục đáng yêu này. No. No. Nhiều quần áo quá mà không có gì để mặc. Don't cry. Vậy hãy cùng làm một bộ váy Rainbow Friends thật mới lạ nha. Tô màu cẩn thận để không bị lem ra ngoài nhé. Màu chỉ ở bên trong nè.
rồi đính thêm các hạt đá lấp lánh nữa. Phải không nào? Lễ cưới diễn ra thật vui vẻ. Chúc mừng cặp đôi. Nhẫn vừa in nha. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại. Wow, đôi giày này đẹp quá. Mẹ ơi, sao thế con? Giày của con cũ lắm rồi. Con đeo đôi giày hông này đi. Con không thích đâu. Không nhõng nhẽo, đừng làm mẹ bực. Các bạn ơi, nhìn đôi giày quê mùa của Rapunzel kìa. Đồ mì khóc rồi. Cô bé giúp luôn đôi giày rồi. Sao cho cô nghèo thích đôi giày hồng của Rumi rồi. Yeah, yeah, có giày mới rồi. Thích quá đi thôi. Rồi Richie lại nghĩ ra trò xấu rồi. Ôi không, Rumi ngã mất rồi. Richie xấu tính thật đấy. May quá có Sayako giúp Rumi rồi. Đừng khóc nhé, để Sayako vứt cục đá này đi cho. Ôi, giày của Rumi nè. Ok. Sayako trả giày cho Rumi nhé. Trời ơi, Rachi sao lại cướp giày của Rumi thế? Leo leo! Mẹ Rabun đến rồi, tại sao con khóc? Mẹ Rabun sẽ có một món quà cho Rumi nhé. Rắc kim tuyến lên cho xinh nhé. Rồi đính đá thêm nữa. À, phải thêm các biểu tượng mạng xã hội nữa chứ. Ta-da, xong rồi nè. Đôi giày thật hợp với Rumi và Sayako. Chúng con cảm ơn mẹ. Trời sáng rồi.
Rapunzel cũng đã dậy rồi nhé. Buổi sáng sẽ được lùi lại một chút, bởi vì bây giờ Rapunzel sẽ phải đi làm ngay thôi, kẻo muộn. Ôi, nhiều vỏ chai quá. Tuyệt vời. Còn đây là... đây là tiểu thư Sayako các bạn ạ. Cô gái của chúng ta có một cuộc sống trong mơ phải không nào? Mời tiểu thư dùng bữa. Ok. Tới trường thôi nào các cô gái. Ôi không. Sao hành động lạ vậy Sayako? Rapunzel đừng buồn nhé. Sayako luôn yêu kiều. Còn các bạn gái thì luôn tìm mọi cách để lấy lòng Sayako. Xin cảm ơn. Rapunzel cũng vừa tới. Cô gái ơi, đừng tự ti nhé. Tan học rồi, Sayako nhớ món gà quay quá. Ôi không. Ai đã dán niêm phong ở đây? Hello. Xin chào. Xin lỗi, gia đình bạn đã phá sản. Không, anh đang nói dối tôi. Đó không thể là sự thật. À phải rồi, Sayako còn có những cô bạn gái nữa mà. Bạn thân mến. Tôi có quen bạn ư? À, Sayako sẽ tới tìm Rawell. Hãy cho tôi ở nhờ nhé. Xin lỗi bạn. Ôi, đói quá. Sayako không dám tin đây là sự thật. Ôi, Sayako. Hãy tới và ở cùng với mình nhé. Cảm ơn Rapunzel. Tới giờ ăn rồi. Đợi Rapunzel nhé. Bánh mì đây. Chúc Sayako ngon miệng. Ôi Sayako cảm động quá. Sayako ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi nhặt rác cùng nhau nhé. Đây là bao tải. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là nhặt thật đầy nhé. Chào bạn, chúng tớ muốn đổi rác. Tớ sẽ mua hết chỗ này nhé. Tiền của các cậu đây. Vui quá, vui quá. Rapunzel sẽ chọn cho mình một chiếc váy cầu vồng xếp tầng thật đẹp. Hạt lấp lánh đã sẵn sàng rồi nhé. Đính, đính và đính thôi nào. Điểm thêm những ánh sao lung linh nữa nhé. Tuyệt quá. Hóa thân.
Ôi, các cô gái của chúng ta thật lộng lẫy. Dễ thương quá. Đi thôi nào. Hẹn gặp lại. Sáng rồi. Rapunzel dậy thôi. Chúc mừng sinh nhật. Ôi, cảm ơn các bạn. Có hồi hộp không nào? Wow, thích quá đi. Một bộ trang điểm thật hoàn hảo. Bắt đầu thôi. Không, lũ mụn đáng ghét. Nhưng có kem trị mụn đây rồi, đừng lo nhé. Chỉ cần lấy một chút rồi chấm thật nhẹ lên mụn là xong ngay. Đếm ngược nào. Ôi tuyệt vời. Lông mày cũng đã đến lúc phải cạo rồi nhé. Tiếp đến là bôi kem dưỡng ẩm cho da. Hãy chấm đều lên các vùng da nào. Tuyệt vời. Bước tiếp theo sẽ là dùng chì và kẻ lông mày nhé cô gái. Tiếp tục kẻ mắt mèo với chì nào. Các cô gái luôn yêu một đôi mi công. Đương nhiên là không ngoại trừ Rapunzel nhé. Hãy lựa phấn má nào. Điểm chút phấn cầu vồng cho mắt thêm xinh nhé. Đính thêm một chút nhũ lấp lánh nữa nào. Mắt cũng cần được viền lại. Phấn phủ thì chọn tông nâu trầm nhé. Tán đều phấn nào. Son cũng đã sẵn sàng. Tô thôi. Tuyệt vời. Vui quá. Giờ thì chuyển sang làm móng nào. Ôi đẹp quá. Thật là khó để chọn. Rapunzel thì rất thích sắc cầu vồng. Nhưng sắc cầu vồng vẫn sẽ là lựa chọn của cô gái nhé. Bàn tay xinh ơi, bắt đầu làm móng thôi nào. Đẹp tuyệt. Yêu quá. Rapunzel ơi, vui quá. Chúng ta sẽ chơi trò bịt mắt lựa đồ nhé. Ôi, tối quá. Trò chơi thật khó các bạn ạ. Rapunzel sẽ thay chiếc váy môn đang cầm nhé. Còn vòng thì Rapunzel chọn chiếc bên Sayako. Túi đã đến rồi đây. Rapunzel chọn chiếc Sayako đang cầm nhé. Mở mắt ra nào. Tuyệt quá. Còn giày thì sao nhỉ? Hồ biến. Ôi, tổng thể trang phục thật lộng lẫy. Xinh quá Rapunzel ơi. Vui quá. Bữa tiệc đã sẵn sàng. Ôi, Rapunzel đang nằm mơ đấy ư. Thật là nhiều quà.
quá. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Thank you. Cảm ơn các cô gái. Hạnh phúc nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hóa phép. Ôi, Delia thật dễ thương. Vui quá. Xin chào các thiên thần. Delia thật hồ đồ. Jomi, Rapunzel, ta sẽ không để yên đâu. Cả con nữa đấy, Delia. Mau về ngay. Phép thuật hắc ám. Hãy nhốt mẹ con Jomi lại cho ta. Nên nhớ, con là ác quỷ, con không phải thiên thần. Tận hưởng đi các thiên thần. Hellboy, cảnh giác cẩn mật cho ta. Hãy thả mẹ con ta ra. Người mới chính là ác quỷ, còn ta là thiên thần. Bà viết trong bộ áo thiên thần lần lượt bị bắt những đứa trẻ vô tội. Một kế hoạch thật thâm độc. Tới địa ngục rồi. Hãy tính đi hỡi những đứa trẻ hay khóc. Ồ, bà viết đang ngủ. Mẹ, mẹ ơi. Hãy mau lấy gậy phép thuật nào, Delia. Hellboy cũng đang ngủ. À, chùm chìa khóa kia rồi. Nhanh tay cầm lấy nó nào, Delia. Mau mở khóa nhé. Oh yes. Giỏi lắm, Delia. Con đã lén lấy gậy phép thuật từ mẹ à? Tuyệt quá. Hãy cứu những đứa trẻ vô tội nào. Mà viết vậy thôi. Ôi không, chuyện này là sao? Ngươi thật vô dụng. Hãy làm heo đi. Vui quá. Dừng lại. Đâu có dễ thoát khỏi tay ta. Xem đây. Không, Delia. Mẹ đã làm gì con thế này? Con gái của mẹ. Đừng bỏ mẹ mà đi mà. Delia. Delia. Đây là cái giá mà bạn phải trả. Ôi, Delia của mẹ. Hãy tha thứ cho mẹ cháu nhé, cô Rapunzel. Tất nhiên rồi, Delia à. Tôi đã biết lỗi rồi. Ôi, mẹ mà biết trông thật xinh đẹp. Cười thật nhiều mẹ nhé. Chúc tất cả hạnh phúc. Tạm biệt. Ôi vui quá. Delia thay váy đi. Ôi dễ thương quá, Delia ơi. Thật là vui. Hãy cùng các thiên thần bay tới lâu đài trên bay nào. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.
Các cô gái, hãy tạo bất ngờ cho ông bà bằng lễ kỷ niệm ngày cưới thật ấm áp nhé. Đây là cổng hoa cưới. Còn đây là ghế. Yes. Đây là bàn tiệc. All right. Một lọ hoa hướng dương. Một chùm bóng bay. Còn đây là món quà mà Lan vừa thay các cô gái đem đến nhé. Goodbye. Wow, những bộ trang phục tuyệt đẹp. Nhưng Sayako ơi, sao thế? Tiên ư, đừng lo nhé. Chúng ta sẽ làm việc để có nó. Chào ông chủ, chúng tôi muốn xin việc. Hãy thật cố gắng nhé. Cảm ơn ạ. Ok. Sẵn sàng chưa? Good luck. Chúc may mắn. Thank you. Chào mừng quý khách đến với gian hàng của chúng tôi ngày hôm nay. Ồ, bò sữa, thỏ. Đồng ý cho chúng tôi chụp hình với nhé. Ôi không, Raquel đang làm gì vậy? Bye bye. Tạm biệt. Họ thật là ngốc nghếch. Ôi, tiền công hôm nay. Không thể nào. Sao nhà cô đừng khóc. Chúng ta sẽ kiếm tiền bằng việc dắt chó đi dạo. Nhưng nếu như lũ chó có lỡ ị bậy thì phải làm sao đây? À, chỉ cần làm sạch là xong ngay nhé. Có thế chứ. 1 đồng. 2 đồng. Ôi tuyệt quá. Chúng ta sẽ dành cho ông bà một bất ngờ. Ông bà ơi, chúng cháu đến rồi đây ạ. Ôi ấm cúng quá. Chào các cháu. Hãy ăn chút gì nhé. Cháu thì không từ chối đâu ạ. Còn cháu thì xin phép để lần khác ạ. Chúc cháu có một món quà tặng cho ông bà. Món quà chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ xem đó là gì nhé. À, đó chính là một bộ trang phục cưới. Đèn kết hợp cùng xanh dương sẽ khiến chiếc váy của bà càng thêm nổi bật nhé. Tiếp đến, hãy tô màu cho bộ vest của ông nào. Đá và hạt lấp lánh đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà các bạn ơi, đừng quên trang điểm cho bà thêm xinh đẹp nhé. Thay váy cưới cho bà nào. Cuối cùng sẽ là hoa và khăn gội đầu. Một chiếc cổng cưới ren đen kết hợp cùng sắc xanh của hoa và những chú bướm xinh đẹp thì tuyệt lắm nhé. Cổng cưới đặt ở giữa. Bên trái là bóng và chậu hoa. Còn bên phải là bàn và tháp rượu. Chúc ông bà mãi mãi hạnh phúc. Congratulations. Tạm biệt.